ra đời trong giai đoạn 1984-1985, Nhân danh công lý và hàng loạt vở kịch phản ánh các vấn đề tiêu cực xã hội đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi thu hút đông đảo khán giả đến rạp. Trong phiên bản cải lương của vở kịch Nhân danh công lý, câu chuyện vẫn giữ được tính nguyên bản với mấu chốt của vụ án. Bên cạnh việc ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an trách nhiệm cùng đạo đức nghề nghiệp, vở cải lương cũng phần nào phản ánh các vấn đề tiêu cực của xã hội như chạy án hay tham nhũng. Với bản dựng mới này, đạo diễn Phan Quốc Kiệt cũng đã thêm nhiều chi tiết xã hội thực tế, giúp tác phẩm gần gũi hơn với cuộc sống đương đại. Có hai lý do mà tôi đến đây xem cái vở cải lương Nhân danh công lý. Lý do thứ nhất là lâu lắm rồi, cũng khoảng mấy chục năm về trước tôi xem được cái vở Nhân danh công lý của Đoàn Kịch Nói Hà Nội. Và cái vở nó để cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc về cái vị trí và trách nhiệm đạo đức của những người trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là ngành công an. Và lý do thứ hai là tôi rất mê và thích cái loại hình đờn ca tài tử cải lương. Quý khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương có thể theo dõi suất diễn miễn phí của vở Nhân danh công lý vào ngày 24 tháng 11 tại nhà hát Trần Hữu Trang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.